nào đi xem bác có hoa là vui vẻ lắm, ăn được rồi cắn luôn rồi. Má mình mặc áo mưa luôn rồi. Thời tiết này bình thường nha, không có lạnh nha. Dạ. Anh là tiên sáng hỏi mình ở đây mình có thấy có quán hoa được thấy không? Quán hoa là ngay chỗ cái đèn sáng thấy không? À rồi bữa đó. Đó điện bắn bắn chéo qua đây. À mình đây mình đã ngắm được. Đúng rồi, ở đây là ở đây chính thức ngắm cái view đẹp nhất. À. Dạ, vị trí này đắc địa luôn ha. Đang là. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ nè. Để mình lại mình hỏi bạn này em có thích chụp hình không? Dạ có. Có thích lên hình không? Dạ không. Để coi mình hôm nay mình có duyên không, mình có thử thức được chú rồng phun lửa không nha. Đây, bây giờ phải nhìn thấy không? Có luôn. Ai làm này? Ôi, kì vui vẻ lắm mà có lạnh quá. Tham quan thì đi vòng vòng hoài luôn, đi chừng nào mà tới 12 giờ bắn pháo hoa thì mình sẽ quay trực tiếp để tiếp tục cho cả nhà cùng xem. Thì nói chung là đi pháo hoa xong thì đi xin lọc lỡ không có chùa. Thế nhờ chị Hai là người ở khu vực này chắc mình đi xin lọc đầu năm. Còn địa điểm chùa ở đâu thì xin mời cả nhà cùng coi hết video để biết địa điểm đó nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vi Vu Cùng Tăng nha. Cập nhật tình hình cho cả nhà. Thời tiết hôm nay ở miền Trung rất là lạnh. Hello cả nhà và các bạn. Khu vực các bạn vào đêm 30 Tết thì như thế nào? Không khí thì có lạnh quá không? Và thời tiết thì có đông đúc, người có đông không? Đây là phía sau lưng Tăng này. Hôm nay là đêm 30 Tết. Thời điểm Tăng đang đứng đây á là 8 giờ 15 phút đêm 30. Và cũng là ngày cuối cùng của năm 2023. Và bắt đầu chuẩn bị những giờ phút cuối cùng đón giao thừa và coi bắn pháo hoa. Cả nhà có thể đón được phía sau lưng Tăng là địa điểm nào không? Và khu vực Tăng đang đứng là ở đâu? Có một điểm rất lạ trong các năm mà mình ăn Tết là mình không ăn Tết ở miền Tây và cũng không ăn Tết ở Sài Gòn. Năm nay mình ăn Tết ở miền Trung. Và Tăng sẽ quay một lượt ở địa điểm Tăng đang đứng này. Không khí, rồi lượng người, lượng khách du lịch, rồi những điểm vui chơi ở đây nó có gì và có đặc sắc gì và nó có khác gì so với ở miền Nam không, thì Tăng xin mời cả nhà mình cùng theo chân Tăng mình cùng nhau khám phá nha. Nếu các bạn đam mê du lịch và những địa điểm gần ở đây thì những địa danh Tăng liệt kê sau đây thì chắc chắn cả nhà sẽ biết được địa điểm đó là địa điểm nào rồi ha. Phía sau lưng Tăng này là cầu sông Hàn nha. Còn ở đây, đây còn ở đây nữa là chính là cầu Rồng. Năm nay là năm rồng thì mình sẽ đi ăn Tết ở một địa điểm có con rồng lớn nhất ở Việt Nam và có cái cầu rồng rất là đẹp, đúng vào năm Giáp Thìn luôn. Đó chính là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Chỉ còn ít giờ nữa thôi là mình sẽ đón sang năm mới 2024, năm Giáp Thìn. Và Tăng xin kính chúc cho tất cả mọi người và các bạn đang xem video của Tăng một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong năm 2024 này nhé. Còn đây Tăng sẽ cập nhật cho cả nhà cái không khí trên đường đi bộ gần tới công viên và cầu rồng nha cả nhà. Hơi tối một tí. Đây là khu vực xung quanh này. Có gian hàng ăn uống, rồi đồ ăn mặc có khu. Còn khu này là cái khu mà chụp hình check in này, hoa đào này, cây cầu tình yêu. Không khí thì cũng rất là đông người đó. Ở đây. Nhưng mà thời tiết thì rất là lạnh. Không biết là nơi các bạn thì
có lạnh lắm không, nhưng mà ở đây thì rất là lạnh rồi đó. Gần sông mà nhiệt độ ở đây thì rất là lạnh. Đây, còn đây là quang cảnh xung quanh này, hoa đào này. Đây là cây cầu nổi tiếng khu vực ở mà gần cầu Rồng, đó là cầu tình yêu. Hiện tại là gặp sông gió lớn, hơi lạnh. Để mình sẽ đi tìm một vài người bạn ở đây, khu vực ở đây. Rồi sau rồi mình sẽ đi phỏng vấn hỏi thử coi nè. Đây có rất nhiều các bạn trẻ đang đi chụp hình, check in các thứ hết. Mình sẽ đi từ từ nha, đi từ điểm này sang tới cầu Rồng luôn nha. Mình sẽ đi từ từ theo phố đi bộ này và cập nhật thông tin ở đây và thời điểm là 30 Tết thì sẽ như thế nào. Khu vực này thì không phải là địa điểm bắn pháo hoa cả nhà, địa điểm này mình chỉ tham quan thôi. Ở Đà Nẵng năm nay á, thì sẽ có 3 cái khu vực bắn pháo hoa. Mình sẽ đi chạy vào cái địa điểm bắn pháo hoa vào lúc 0 giờ và bắn tầm khoảng 15 phút. Và mình đang nhìn kiếm bạn nào để phỏng vấn đây nè, hỏi thử không khí đây nè. Hình như chỗ này nó quay bắn pháo hoa sao á. Có một cái đài phát thanh thôi nè, video đang quay. Để mình hỏi thử coi nè. Dạ, anh ở trên xã hội mình ở đây mình có thấy có bắn pháo hoa được thấy không ta? Sao chị anh? Mình có thấy được pháo hoa bắn ở đây không? Pháo hoa ở đây là đây, pháo hoa là ngay chỗ cái đèn sáng thấy không? À rồi bên đó. Đó điểm bắn chéo qua đây. À mình đi mình đã ngắm được. Đúng rồi, ở đây là chính thức ngắm cái view đẹp nhất đấy. À rồi, nghe như này đẹp luôn rồi. Tí nữa tụi anh lên like là bắn đó. Dạ quá đẹp. Là cũng 12 giờ anh hả? 12... Đúng 12 giờ. Dạ. Bắn từ phía bên đây qua cầu cái sông đèn, này. Cái đèn sáng thấy không? Dạ rồi. Chỗ đó là chỗ điểm bắn pháo hoa. Mỗi năm là bắn trên cầu cầu Trần Thị Lý. Dạ. Cầu kia. Dạ. Nhưng bây giờ là bắn chỗ đó. Điểm này là xem đó. Ok. Dạ, vị trí này đắc địa luôn ha. Này. Dạ rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Okay, dạ. Okay. Ngay vị trí này là nhìn qua được chỗ bắn pháo hoa luôn nè. Còn mình có điểm tưởng này thôi, vị trí này là không phải, nhưng nó là điểm chính để mình ngắm qua bên ngay trang cầu không sông Hàn luôn nha cả nhà. Mình mới vừa hỏi anh vừa rồi thì anh bảo là sẽ địa điểm này sẽ là nơi bắn pháo hoa chính thức. Thì mình sẽ đi một vòng đi, xong rồi mình sẽ qua mình coi. Ở đây hơi ồn tí, có nhiều người ta đang hát lại thứ. Khu vực này thì đông rồi nè cả nhà. Giờ này là cũng cỡ gần 9 giờ rồi, bắt đầu đông rồi đó. Bích, mỗi năm là con có bắn hoa, con bắn hoa đây không? Dạ không. Ủa, mỗi năm là có đi có hoa không có đi hả? Dạ không. Không có đi hả? Đông quá. Gì đông quá hả? Dạ, xíu gì không được. Hồi nãy gì năm mới vừa hỏi được thông tin là sẽ bắn hoa được này nè. Ngay vị trí này nè, là mình sẽ đứng ở đây mình sẽ ngắm luôn. Là có nghĩa là bây giờ mình cứ đi vòng hết đi, xong rồi mình sẽ vòng đến đây bắn hoa đây. Đúng rồi đó. Là đổi xe luôn rồi đó, là mình để em coi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhi, con có đi có hoa lần nào chưa? Có đi hoa ở đây lần nào chưa? Đây miết rồi nha. Có. Nhưng mà đi năm rồi là ở đâu? Năm rồi bắn hoa ở đâu? Năm rồi bắn hoa ở cầu Rồng. Là bên đây hả? Cầu năm. Ủa? Là tôi nhớ có cái nào rồi đó kia kìa. Coi nhưng mà đứng đây à, là con đứng bên thấy cầu Rồng nhìn qua. Nói chung là không biết bắn ở đâu nhưng mà nhớ ở đâu ở đây nè, không bắn qua nè, mình cứ kia kìa. Đi giờ tiếp tục đi mình đi tiếp đi. Rồi, ở đây có hoa mai, hoa đào nè mà người ta trang trí thôi. Những cây hoa mai này nè là cây trang trí rồi cả nhà, chứ không phải cây hằng đâu. Và bên đây cũng vậy, hoa đào. Vị trí này, cái vị trí này thì là vị trí chính thức để bắn pháo hoa nha, nhìn qua cầu sông Hàn nha.
nên khu vực giữa cầu Rồng này và cầu sông Hàn này thì cả nhà mình có thể ngắm được hết cái khu vực này luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình đi di chuyển, mình quay tiếp nha. Đây có nhạc, người ta chơi nhạc. Đây, nhạc acoustic. Cặp sông gió cũng lạnh quá. Đây mình sẽ quay cái hướng là cầu Rồng nha cả nhà. Đang đổi màu sắc này. Đây có các cô chú người ta đang chơi nhạc acoustic nè. Có tặng hoa nữa. Ai mà nghe hay hoặc là có quà tặng gì thì có thể lên tặng những cái hoa nè. Thường ở chỗ khu vực này là cũng rất là đẹp nên nhiều người người ta ở đây chụp hình. Ủa chị Niệm là lâu rồi chị Niệm có ra Đà Nẵng không? Thì lúc mà chị đi kìa. Lần đầu tiên luôn hả? Là chị Niệm đi qua quanh bên Đài Loan xong rồi là lần đầu tiên mới nhìn cái này. Không, hồi từ hồi nhỏ luôn hả? Hồi xưa đâu có cái này, hồi xưa mình 20 năm trước đâu có ra đâu. À. Hồi xưa em rất buồn yêu à, sao rồi mới có xây dựng lớn. Cầu này kia các thứ à. Ủa chị Niệm thấy khung cảnh như thế này thế nào? Thấy cái này không? Ở vị trí này nè, hồi là mình có bắn pháo hoa luôn. Là bắn pháo hoa bên đó đó. Là mình đứng đây mình nhìn qua bên đó. Bắn pháo hoa ở ngoài. Em mới vừa hỏi cái anh nãy, quay phim nãy. Là anh nói là mình sẽ đây. Bây giờ thì mình sẽ đi lên vòng vòng chơi hết. Xong rồi mình khoảng 12 giờ lận. 12 giờ bắn pháo hoa lận. Là mình cứ chơi đã đi xong rồi. Đúng rồi. Không biết mấy cô cậu đi là coi ăn Tết năm nay ở đây thấy có gì lạ không? Có gì giống như những mọi năm ở bên kia không? Cũng đi cho biết. Cái đi biết hả? Đi ăn thử. Ăn thử hả? Giờ đó ăn không? Nhưng mà bao nhiêu năm rồi mấy bạn này cũng chưa về đây đúng không chị Nam? Chưa. Thằng lớn ở đây. Lớn như vậy à? 2015 ở đây. Tính ra là cũng gần 10 năm mà chị Niệm mới về Việt Nam xong rồi mới ra đây. Ồ anh thấy đây vị trí thế nào ta? Thấy ở đây không khí sao? Không được mà không có mà không được. Mình sẽ đi qua bên kia một tí. Có đoạn mấy cô chú đang hát mà nhạc acoustic. Còn đây là khu vực ở cầu Rồng này đang đổi màu. Sau một khoảng thời gian đi từ điểm này đến kia màu thì sẽ là đổi màu tiếp theo. Rất là nhiều màu luôn nha. Và đợt này đi ra khu vực này thì ngoài gia đình mình thì cũng có gia đình một chị ở bên Đài Loan về và dắt mấy bạn nhỏ và chồng của chị đi về ăn Tết ở Việt Nam để xem thử là ăn Tết ở Việt Nam thì sẽ như thế nào, giống như cho các bạn nhỏ đi ăn thử Tết ở Việt Nam. Khu vực này hơi sáng hơn nè, tại nãy giờ đứng ở dưới sau á, đèn nhiều, nó nhiều màu quá, nó tối. Bây giờ ngày sáng hơn nè, nhìn đẹp trai hơn hẳn ra. Nhưng mà có một điều là gió hơi lạnh nha. Gió lạnh lắm. Đây còn đây là các bạn đang chụp hình nè, nhưng mà rất là gió. Không biết là tóc bay, tóc rối gì không nữa. Mình đang đứng quay phim mà cảm giác tay chân lạnh luôn á. Hướng này thì nhìn cầu Rồng đẹp hơn nè. Thì khu vực đó nó có nguyên cái tuyến đường đi bộ. Thì không biết trên đó thì cũng có bài trí những cái gian hàng hoặc là những cái quán cà phê hoặc những ăn vặt gì không. Thì một tí mình sẽ đi qua khu vực đó rồi mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha.
cập nhật liên tục cái thời tiết và địa điểm nóng nhất tại Đà Nẵng, đó chính là trung tâm Đà Nẵng này, trung tâm thành phố này, ngang vị trí là cầu Rồng với cầu Sông Hàn. Nóng thì chưa thấy nhưng mình thấy lạnh rồi. Gió hơi lạnh. Chào mọi người, hiện tại mình đang ở cầu Rồng vào ngày 30 Tết nha cả nhà. Mình sẽ review cho mọi người xem hôm nay pháo hoa như thế nào nha. Và nhìn xa xa sẽ có một cầu vòng. Cầu Rồng này rất là dài luôn. Rồi, hướng bên này là cầu Sông Hàn nha. Nhưng mà chỗ này nó hơi bị gọi là người ta trang trí cây nên không có thấy được. Lát nữa mình qua hướng đó thì mình mới thấy rõ được. Còn phía bên này người ta sẽ trang trí một số tiểu cảnh để mình chụp hình. Chút nữa rủ mày đi ăn chè. Thời tiết như nào? Thời tiết hôm nay thì hơi lạnh nha cả nhà. Gió thổi nước nè. Thấy nước. Trên mặt nước có sóng là hiểu là gió thổi mạnh như thế nào. Rồi tụi mình sẽ đi một vòng quanh khu vực này nha. Đây chắc phỏng vấn một số thành viên trong gia đình. Rồi giờ mình sẽ phỏng vấn một số thành viên trong gia đình mình và mọi người ở xung quanh cảm giác như thế nào ở ngày 30 Tết này nha cả nhà. Cùng đi theo mình. Để mình lại mình hỏi bạn này thử em. Bạn thời tiết như thế nào? Dạ, Đà Nẵng hiện tại. Dạ xe xe. Xe xe hả? À? Sao thấy mặt hết trời luôn. Tôi nào mặc áo nè. Rồi giờ bạn có cảm giác như thế nào khi ở đây không? Không khí như thế nào? Nhộn nhịp ạ. Nhộn nhịp hả? Có thích chụp hình không? Dạ có. Có thích lên hình không? Dạ không. Không lên hình á. Dạ. Thôi cảm ơn bạn nha. Giờ mình sẽ phỏng vấn các bạn khác. Anh đi có mày đi thôi. Giờ mình sẽ đi vòng vòng quanh khu vực này nha. Chỗ này mình thấy khá đông rồi nha. Chắc mọi người đang chờ để coi pháo hoa đêm giao thừa ở Đà Nẵng. Mọi người cùng đi theo mình nha. Nên vô này có hơi người ta ấm này. Thấy sao má? Ơ, lạnh mà phần mà vô trong đây được ấm xí. Lạnh hả? Mà đẹp không? Đẹp không? Nghe bỏ chân rồi đó chứ. Có chụp hình không? Có chụp hình không? Chụp cái gì? Chụp rồi. Rồi, hello mọi người. Bây giờ mình đang cập nhật tình hình là cái đường đi vào khu vực là gần tới cầu Rồng nha. Đây, cả nhà có thể cảm nhận được khu vực xung quanh đang nóng dần lên chưa? Bớt lạnh rồi. Đi vào khu này thì rất là đông người. Nên không khí mà nó lạnh thì nó cũng giảm dần đây nè. Hồi nãy thì ở cầu Tình Yêu thì nó rất là lạnh. Lý do là một là gần sông, hai là nó rất là ít người. Nên nó rất là lạnh luôn. Qua khu đây thì nóng hơn rồi. Cái lượng người thì rất là đông. Đây, phía sau này. Thì từ đây tới lúc mà bắn pháo hoa là 12 giờ tối nay thì cũng thể là rất là đông và lượng người đổ về càng lúc càng đông hơn nữa đó. Hiện tại giờ này là 8 giờ 30 phút tối ngày 30 Tết. Tình hình lúc 8 giờ 30 Tết nè. Đêm giao thừa hôm nay thì có thể là càng về khuya và càng về 12 giờ tối nay cũng sẽ rất là đông. Khu vực giữa cầu Sông Hàn và cầu Rồng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi lại gần khu vực cầu Rồng nhé cả nhà. Xong rồi sau đó là mình sẽ vòng qua bên cái công viên Aves nè. Phía bên tay trái con tăng này có hình màu xanh xanh đó. Là cái khu vực đó là công viên cũng rất là đẹp luôn nha. Nhưng trước mắt mình sẽ cập nhật cái tình hình chung ở đây. Thì từ lượng người nè, rồi không khí nè, rồi có gì đặc sắc thì Tăng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha.
Đây rất là nhiều cái khu vực mà cô chú và các bạn người ta đang chụp hình check in. Có một bạn gấu màu hồng rất là dễ thương đang đứng bán mấy cái quà. À, một bạn gấu hồng và một bạn gấu xanh. Có rất là nhiều người bắt đầu đổ vào trung tâm rồi, đổ vào vị trí này rồi. Rồi, có những tiếng pháo đầu tiên của người ta tự đốt, tự bắn pháo rồi. Lúc chiều tăng đi á thì có lớp phấp vài hạt mưa, thì ra đây thì trời trong xanh rất là ok, rất thích hợp cho mình có bắn pháo hoa đêm nay và thời tiết rất thuận lợi luôn. Thì miền Trung vào thời điểm này cả nhà cũng thi thoảng hay có mưa lắm, mưa lắc phắc, mưa sưng thôi, không có mưa lớn. Năm rồi mình về quê ở đây á, về quê ngoài này á thì là mưa nha, mấy mùng Tết cũng có mưa, mưa rỉ rả vậy đó, mưa không lớn nhưng mà nó mưa đều. Đợt này mình ra đây thì thời tiết nó rất là mát luôn. Đây là có một gia đình đang ngồi chụp hình nè. Bây giờ hỏi chị Hai coi là chị Hai, mỗi năm chị Hai có đi bắn pháo hoa không? Nói chung là năm nào cũng đi hết. Năm nào cũng đi vậy hả? Ủa nhưng năm nào cũng đi thì coi chụp hình nè. Ủa năm rồi là bắn hoa ở đâu? Đấy. Nhưng mà vị trí Hai coi là ở đâu? Vị trí Hai coi là ở đó. Là gần cái chỗ cầu tình yêu hả? À, năm rồi bắn mà lâu không Hai? Lâu hả? Thời tiết năm rồi nó có lạnh không ta? Nó có mưa không? Không lạnh, không mưa. Nghe. Đi mình đi ra đi cho cô chú người ta chụp hình. Không, để cho người ta chụp hình đi. Mình đi tiếp. Đây, bây giờ mình sẽ đi hỏi một người là ở đây, ở tại mà Đà Nẵng này, về không khí Tết mỗi năm thì như thế nào và năm nay như thế nào. Thấy cả nhà. Đây, hỏi chị này là người gốc ở Đà Nẵng nè. Rồi năm rồi thì theo chị thì mỗi năm thì trang trí Tết ở đây như thế nào và nó không khí ra làm sao? Nói chung là không khí Tết rất là đẹp. Nhưng mà mỗi năm là khác nhau chứ không giống nhau, không có lặp lại. Mỗi năm là đổi mỗi cảnh. Không có giống nhau, không có lặp lại đó, nói chung là không lặp lại. Vậy lắm, nhưng mà mỗi năm mà đều có hoa là điều chị đều đi tham gia và coi hết. Rồi đi có hoa xong rồi có đi chùa hay đi xin lộc gì đâu không? Thì nói chung là đi có hoa xong chị đi xin lộc là ở chùa. Ủa gì cho em hỏi tí là mình đi chùa xin lộc thì ở đây thì chùa nào và địa điểm nó ở đâu? Chùa chị con, chùa mình ha xin lộc Nam Sơn. Nam Sơn là cũng gần đây luôn. Với chùa Linh Ứng, nhưng mà Nam Sơn á là gần nhà, còn Linh Ứng là xa. Linh Ứng rồi ở Sơn Trà. Sơn Trà xa hơn so với nhà. Mà chùa Linh Ứng là nổi tiếng rồi đúng không? Đúng rồi. Bình thường chắc đường ổn, đường này mà tới giờ cao điểm bắn pháo hoa thứ là đông lắm hả? Nói chung là đi kẹt xe. Kẹt xe. Bình thường thì nếu trường hợp mà mình đi xe máy một địa điểm thì mình sẽ gửi xe đâu? Thì mình có địa điểm gửi xe che nha. Mình có thể đậu được dòng đường này không? Đậu dưới đường này luôn không? Không hả? Là có khu vực là mình gửi xe mà đậu xe. Như đạo đi là xí có khi công an họ sẽ tới họ ấy. Chứ không biết vậy. Không, sẽ có một khu vực cho dành riêng cho khách người ta đậu xe. Đúng rồi. Vào thời điểm này thì cũng rất là đông người. Đó cũng có vài tiếng pháo. Hầu như vị trí này là đẹp nhất rồi đúng không? Ở đây là đẹp nhất nhiều, rồi. Nhiều dài lắm, đi xuống hết con đường này luôn, đi qua khỏi cầu này nữa. Qua khỏi cầu rồng của mình. Bình thường nếu chắc mà một hồi mình câu pháo hoa xong rồi chắc đi xin lộc luôn ha. Đúng rồi em. Một địa điểm nào mình sẽ hồi mình sẽ đi xin lộc đầu năm ở thành phố Đà Nẵng. Sẽ nhờ chị Hai là người ở khu vực này chắc mình đi xin lộc đầu năm.
Còn địa điểm chùa ở đâu thì xin mời cả nhà cùng coi hết video để biết địa điểm đó nha. Và bây giờ cả nhà có thể nghe được mấy cái tiếng pháo mà đang nghe rùm 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 nè, là người dân người ta tự đốt nha, chứ chưa bắn pháo hoa đó nha. Rồi khu vực đây thì rất là đông nè. Đây mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem là vào thời điểm này là cũng gần 9 giờ rồi. Khu vực gần cầu Rồng. Ủa giờ này thì rất là đông người rồi. Khu vực mà ta bố trí rất là nhiều cái cây hoa đào trang trí nè. Gió cũng rất là lạnh nha. Mình tiếp tục mình bắt gặp thêm một bạn gấu màu vàng nha. Nãy là gấu màu hồng rồi gấu màu xanh, xong rồi gấu màu vàng nữa. Ở phía trước là như là có khu vực là phố Ông Đồ á. Đứng xéo xéo vô rất là này. Rồi tiếp tục đi thôi. Khu vực này là khu vực Ông Đồ nè, có viết chữ thư pháp này. Đây. Đây có một ông đồ đang viết. Ghi đang ghi một chữ Minh Thư. Minh Thư. Qua ghi chữ đẹp lắm. Minh Thư vui vẻ xinh đẹp. Qua có viết chữ rất là đẹp luôn, viết chữ thư pháp rất là đẹp luôn. Xin chữ. Bây giờ mình sẽ tìm người nhà mình đi. Qua nãy có ông đồ ghi chữ đẹp ghê luôn á. Anh học pháp chị niệm đi. Rồi, không gắn nãy chị niệm rồi. Ủa vậy hả? Hỏi rồi, hỏi chị niệm không gắn đầu tiên luôn. Rất là nhộn nhịp luôn. Nhiều người. Rừng hoa mai. Rừng hoa mai. Một rừng hoa mai nữa. Wow, rất là nhiều người đến check-in khu vực này nha. Thì mình đang tiến gần về cầu Rồng nha. Khu vực cầu Rồng. Mình đến đây thì mình sẽ có cái khu vực gửi xe, đậu xe. Xong sau đó mình sẽ đi vào tham quan khu vực này. Đây khu vực cầu Rồng này cả nhà. Mình đang đi lại gần cái khu vực cầu Rồng. Thì một tí nữa mình sẽ đi lên đó và đi lên cầu và đi lại khu vực cầu. Mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Để tăng quay độ ngoài đường nha, cho cả nhà cùng xem khu vực ở ngoài đường thì có nhộn nhịp không. Rồi cả nhà có thể nhìn thấy bên đường không, xe cộ là bắt đầu đang đổ về khu trung tâm này rất là nhiều. Mình đi sớm á, chứ nếu trường hợp mà mình đi trễ vào cái giờ gần 9 giờ hoặc là 10 giờ và cận những cái giờ mà bắn pháo hoa thì không biết cái lưu lượng xe ở đây thì như thế nào và biết chỗ đâu mình đậu xe nữa. Khu vực đậu xe máy nè, có khu vực đậu xe máy để cho mình đi vào tham quan. Còn đây là cảnh tượng là đường xã, khu vực ở gần cầu Rồng nha cả nhà. Khu vực này đông hơn nữa nè. Đây, ngay vị trí cổng có để chữ nè, Xuân Giáp Thìn. Ngoài đường thì xe cộ rất là đông rồi. Giờ này người ta đi ăn uống xong rồi bắt đầu là người ta trở vào khu vực tham quan và chuẩn bị coi bắn pháo hoa. Wow, rất là nhiều màu sắc luôn nha. Xuân Giáp Thìn 2024. Có một bạn Hàn Quốc đang đứng chụp hình đúng không?
Một bạn đến từ Hàn Quốc mà ở tỉnh mà Sơn Trà hả? Đến em đó, quận Cẩm Lệ. Ở mà quận Cẩm Lệ mà nước gì đó gọi là Hàn Quốc hả? Ở Hàn Quốc nhưng mà ở quận Cẩm Lệ. Mà ở thì tỉnh Cẩm Lệ nhưng mà ở nước thì là nước Korea. Phong cách rất là Hàn Quốc luôn không? Càng về gần cầu Rồng á thì rất là nhiều sắc màu luôn này nha. Màu xanh, đỏ, tím, vàng, các thứ và cũng rất là đông người luôn. Khu vực này rất là đông luôn. Khu vực này là rộng nhất rồi đó. Năm nay là năm của mà cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi màu vàng đúng không? Không biết, cái này bơ cúc gì rồi? Cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi Hàn Quốc. Khu vực này thì rất là đông luôn cả nhà ơi. Rất là đông người luôn này. Đây là nhìn rõ những cầu Rồng nhất. Qua khu vực trống này nó hơi lạnh nha. Gió nhiều quá lạnh. Đó là đâu? Rất là nhiều màu sắc, rất nhiều hoa luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng. Đỏ nè, vàng nè. Rồi ở đây là hoa xím chi, các thứ, nhiều hoa, nhiều loại hoa luôn. Rất là nhiều hoa để cho mình chụp hình check-in luôn nha. Wow, ui, lạnh quá. Một vườn hoa nhiều màu, rất nhiều hoa. Đây gần là nhìn gần nhất. Khu vực này là mình nhìn cầu Rồng là dễ nhất nè và gần nhất luôn nè. Đây đang chuyển màu dần dần nè cả nhà, nó chuyển sang màu vàng à. Hồi nãy là màu xanh đúng không? Thì hàng tuần vào thứ bảy chủ nhật vào lúc 9 giờ tối thì cầu Rồng này sẽ phun lửa nha cả nhà, sẽ phun lửa và mình có thể canh cái thời điểm đó mình coi cái hiện tượng là Rồng phun lửa đặc biệt và có thể là độc nhất vô nhị ở Việt Nam mình luôn, cây cầu duy nhất có hình Rồng và bắn gọi là phun ra lửa và mỗi dịp cuối tuần. Rất là nhiều người đang tập trung ở đây khu vực này quay phim chụp hình check in các thứ. Đây bây giờ mình sẽ tiến ra phía trước gần cạnh mặt đường nha. Và cập nhật cho cả nhà xem. Vào thời điểm này thì lưu lượng xe và lưu lượng người mặt ở khu vực trung tâm này nha. Rồi, cảm ơn này. Wow, rất là đông. Rất là đông luôn nha. Wow, một tiếng pháo, ai đốt vậy? Nghe tiếng pháo. Có một ông thần tài đang đứng đó phát quà. Mà quà gì là không biết. Đây, 2024 của Đà Nẵng nha mọi người. Đây, mọi người ở đây chụp hình rất là nhiều luôn. Cái trên này đang rất là đông. Lát nữa dự kiến là mình đi lên trên này là chắc nghẹt đường luôn á. Ở ngoài đường cũng xe rất là đông luôn. Phía bên này mọi người đang di chuyển lên trên đó, tại vì lát nữa sẽ ngắm pháo hoa ở bên đó. Giờ mình cùng xuống tới chân cầu của cầu Rồng xem như thế nào nha. Cùng đi theo mình. Wow, khu vực này bố trí rất là nhiều ghi 2024. Đây mình đứng lại gần cái hình cầu Rồng nha cả nhà. Đây phía sau này nè.
giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha. Hả? Ba chụp mình hơn. Nó đang phun lửa luôn kìa bộ. Đâu đang phun lửa luôn hả? Chụp mình hơn. À, gì hả? Đi lên, đi lên. Đi lên. À, đi đây nè. Ê. Đi 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 đi. Mình sẽ đi quay cho cả nhà cùng xem là rồng đang phun lửa luôn nha. Đi mới thấy hiện tượng là rồng phun lửa luôn hả? Khu vực mình đang đi là cứ đường đi bộ dưới dạ cầu cầu rồng nha cả nhà. À, cung rồng biểu tượng mà mấy bữa nó hay làm ấy. Ừ. À, bên đó hả? Rồng Đà Nẵng á. Đây mình sẽ đi qua hướng mình đây. Qua khu vực này cũng đông người lắm nha. Rất là đông luôn. Đúng rồi, nó à, có phun lửa kìa. Đây, gồng phun lửa hả? Hello, Bích ơi. Ở đây có hình một chú rồng vàng. Có phun lửa đâu đúng không? Không biết, hồi nãy thấy phun lửa ấy. Hay là phun khói? Phun khói. Hả? À, phun khói lên. Cái đó là lửa người ta đó trời. Phải lửa không, phải là khói. Màu thôi, còn lại là khói. Wow, nhiều màu luôn. Phun khối. Chú rồng màu vàng đang phun lửa. Phía bên ngoài thì đường xá xe cộ rất là đông luôn nha. Khu vực này tập trung rất là nhiều người luôn nè, người ta rất là đông luôn. Đang xung quanh người đang coi là rồng phun lửa. Cả nhà có thể cập nhật là tình hình hiện tại ở địa điểm của cả nhà vào đêm 30 Tết, đêm giao thừa thì không khí có rộn ràng không? Khu vực cả nhà thì như thế nào rồi? Quá đông. Có người, rất là nhiều người đang quay phim chụp hình luôn nha. Đây nhìn đây phía xa xa này cả nhà thấy không? Phía xa có thể nhìn thấy được cái chú rồng đang phun lửa này không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tham quan tiếp nha. Đi tham quan tiếp. Tham quan thì đi vòng vòng hoài luôn, đi chừng nào mà tới 12 giờ bắn pháo hoa thì mình sẽ quay trực tiếp để tiếp tục cho cả nhà cùng xem cập nhật thông tin vào đêm giao thừa tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam thì sẽ có gì và nó có đặc sắc không và không khí nó sẽ như thế nào. Mời cả nhà cùng theo dõi tiếp nha. Bắt đèn nè, sáng nè. Là hết rồi, hết bắn hoa rồi. Ok, tiếp tục đi chơi thôi nào. Đi thôi. Qua khu vực này quá đông rồi, đông nhiều người quá. Bây giờ mình sẽ đi lên hướng cầu nha, lên cầu rồng. Mình quay phim cho cả nhà cùng xem. Còn đây là khu vực chỗ vòng xoay nè, hướng lên cầu cầu rồng này cả nhà. Rất là nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường. Ở đầu là người ta đang tập trung vô đi mà tham quan xung quanh cầu rồng dưới cầu sông Hàn cả nhà. Đây Tăng sẽ đi lên vòng lên khu vực cầu rồng nha. Hi, hello. Đây phía sau này, phía sau Tăng đứng này là cúc đuôi nha, đuôi của chú rồng nha. Phía sau là đuôi nha, còn đầu là bên kia. Mình sẽ đi dài dài qua, đi bộ qua cầu rồng này và đi hớ lại kia để mình tham quan. Có
Còn hai bên thì là khu vực người ta vui chơi nè, chụp hình nè, check in nè, rồi quay phim các thứ nhiều lắm. Lên đây thì hơi lạnh nữa nha, tại vì ngay sông mà, và thời tiết ở thời tiết giờ này thì cũng rất là lạnh luôn nha. Không biết là bao nhiêu độ đây. Và ngay vị trí cái đuôi rồng này cả nhà, rất là đẹp luôn. Đi mình sẽ đi qua cái hướng là đầu rồng đi. Đầu rồng đi. Đây mình đi được một đoạn rồi, ra gần giữa cầu rồng rồi, gió lớn này. Cả nhà có thể nhìn thấy những cái lá cờ đang bay phấp phới không? Wow. Lạnh quá, lạnh dữ thằng luôn á. Đang chuyển sang màu xanh rồi. Chú rồng đang chuyển sang màu xanh. Wow, lạnh quá, lạnh quá. Thời tiết này là chỉ có làm món nướng và món lẩu là hợp lý nhất thôi. Ui. Không khí Tết và đêm giao thừa của các bạn thì như thế nào rồi? Giờ này thì các bạn có đi lại những điểm có bắn pháo hoa và check-in, chụp hình, rồi quay phim các thứ gì chưa? Hay là giờ này vẫn còn đang ở khu vực là ở nhà và bên gia đình đón Tết ở mình ở dưới nhà, đón Tết cùng với gia đình mình ở nhà. Gió này cả nhà có thể nhìn thấy những lá cờ đang bay khắp phới xuống lưng không? Tóc bay dèo dèo luôn. Và đây. Đây. Má cảm thấy nào, lạnh không? Lạnh quá. Ôi, kì vui vẻ lắm mà có lạnh quá. Lạnh quá là lạnh quá. Má so với nhà mình thì ở đây lạnh dữ không? Ở đây lạnh dữ chứ. Tụi mình có cây có cối cùng chay đó đi. Dưới nước bốc hơi lên lạnh cua gió nữa. Không khí ở đây nè, vui cỡ vui mà có quá lạnh. Quá trời lạnh luôn hả? Đây bây giờ chú rồng đang chuyển sang màu vàng rồi nè. Hồi nãy màu xanh, bây giờ chuyển sang màu vàng rồi nè. Con đi được một đoạn rồi, gần phía 2/3 cầu rồi. Còn một đoạn nữa là sẽ tới điểm đầu của chú rồng. Rồi. Mà lạnh quá, bây giờ tay chân vào đầu là hơi lạnh lắm rồi đó. Mình mặc bộ đồ rất là mát, là áo thun và quần sọt. Ngoài đường giờ này trên cầu á cả nhà thì cũng không có lắm nha. Mặc độ thì xe cộ lưu thông rất là bình thường. Chắc có thể là mọi người ta đang đến những cái điểm check in, chụp hình rồi quay phim. Nên khu vực ở trên đường đi á thì lưu lượng xe cộ chạy cũng rất là ít. Còn những điểm nóng như là khu vực công viên, rồi chỗ khu đi bộ và chỗ mà cây cầu tình yêu thì rất là đông. Wow, lạnh quá. Đây bây giờ mình đã đi tới khu vực là đầu của chú rồng rồi nè. Wow, khu vực này thì rất là gió luôn, rồi rất là đông người luôn. Chú cha đông quá. Hình như là người ta đứng đây để chờ cho cái con này phun này. À, phun lửa luôn hả? Tại vì em thấy là đứng ở đây đi, rồi phun lửa là sắp. À, vậy là hồi là có phun lửa luôn hả? Nhưng mà mấy giờ? Gấp 10 giờ. 10 giờ hả? Không, là 9 giờ. À. Để coi mình hôm nay mình có duyên không? Mình có thử thức được chú rồng phun lửa không nha? Vô đây chụp hình đó. Chụp hình, chụp hình. Chị ơi, cái chụp hình đi nha. Đây, rất đẹp luôn. Rất là đông luôn đúng không? Giờ này đang chuẩn bị là coi rồng phun lửa.
nên mọi người tập trung ở khu vực này rất là đông luôn. À, cả nhà có thể nhìn thấy xung quanh không, rất là đông người ta đang tập trung đây. Đây là khu vực cầu rồng này cả nhà. Người đang tập trung rất là đông khu vực này để mà coi rồng phun. Khu vực này là người ta tập trung đang coi bắn pháo hoa cả nhà, chứ rồng phía sau lưng thằng á là người ta không có phun lửa. Ở đây là người tập trung đang coi bắn hoa với anh kia, với anh cậu anh kia. Thì một tí chỗ đó thì mình sẽ cũng đi bộ rồi đó mình coi. Quá gió rồi. Còn phía dưới này nè là ngay chân cái cầu tình yêu và những hình chiếc thuyền nè. Đây cái khu vực phía sau lưng tăng này rất là nhiều người, người ta đang đứng cầu rồng này cả nhà, phía cái cầu rồng này để phục hồi là ngắm pháo hoa. Rồi. Ngoài khách Việt và khách nước ngoài nữa, rất là đông khách nước ngoài luôn, người ta đến đây người ta coi khu vực đây, cầu rồng này. Thì giờ này là tới 12 giờ thì tầm khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thì bắt đầu là sẽ bắn pháo hoa phía bên kia. Còn phía vị trí cầu rồng này thì mọi người người ta sẽ đứng, người ta tham quan và người ta xem pháo hoa. Đấy. Còn phía sau lưng tăng này là cầu tình yêu. Cái cầu tình yêu đó. Và có cái tượng một cái quán là hình chiếc thuyền ra khơi. Rất là nhiều vị trí, rất là nhiều hình rồng luôn nha, công viên đây. Còn ở phía xa xa bên kia là đang lễ hội là âm nhạc, chuẩn bị đón mừng năm mới 2024, năm chất hình. Càng về giờ cao điểm, càng về giao thừa thì lượng người rất là đông đổ về khu vực mà cầu rồng này cũng như là vị trí mà bắn pháo hoa. Qua hiện tại thì rất là đông người luôn này và gió rất là nhiều luôn, hình như đang có mưa lất phất. Đây một cô nhân viên mình thì đang phiên dịch cho một chị người nước ngoài đang hỏi là cầu rồng thì sẽ phun lửa vào lúc nào và vị trí bắn pháo hoa thì ở đâu. Đây mọi người, người ta đang đi chỗ khác rồi, tại vì lúc nãy thì có nghe thông tin đó là mà vị trí đầu rồng này sẽ phun lửa nên mọi người tập trung rất là đông, ngoài khách Việt Nam mình và còn khách nước ngoài nữa. Nhưng hiện tại thì bây giờ là thông tin nó không có nên mọi người ta sẽ đi vào những điểm khác để vui chơi và canh giờ để quay trải nghiệm này và điểm bắn pháo hoa. Còn phía sau này nè, người ta đang chơi sân khấu rất là lớn luôn, âm thanh rất là lớn luôn. Thôi con hả? Không, không đi. Gió rất là lạnh luôn cả nhà, đứng đây hồi gì bị cảm luôn quá. Thì lúc nãy thì cũng có một anh khách mà người Hàn Quốc cũng vậy, cũng hỏi là bao giờ thì bắn pháo hoa. 12 giờ anh cũng trả lời là 12 giờ. Rồi sau đó thì cũng có một chị khách nước ngoài nữa hỏi mà vợ mình, thì mình cũng hỏi cũng giải thích. Mình thì không ngành tiếng Anh cho lắm đâu, biết vài bập bẹ vài chữ thôi, còn không biết thì mình cứ search Google hoặc là dùng Google dịch thôi. Chỉ có vợ mình thì biết rành hơn mình, tiếng Anh thì rành hơn mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi nghe cả nhà ơi, ở đây một hồi là cúm luôn á, quá lạnh rồi. Tiếp tục mình đi chơi thôi. Wow, lạnh quá trời ơi. À, mình quay mà có rung rắc quá thì cả nhà con không cảm nha, tại vì lạnh quá tay mình hơi run và gió rất là nhiều luôn, hơi ồn. Thôi bán người rồi chụp hình đi. Ok ok, kêu mọi người đứng cho chụp hình. Rồi cũng có rất là nhiều là khách du lịch nước ngoài đây nghe cả nhà, có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài đang đến Đà Nẵng này tham quan rất là nhiều. Đây phía sau lưng ta này rất là nhiều khách du lịch nước ngoài luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi di chuyển nha, rồi mình qua khu vực bên kia thôi, lạnh quá. Đây gió hơi bay luôn này, đi gió mà cảm giác cũng bay rồi này.
Đây, các bạn có thể nhìn thấy không? Gió nó bay luôn nè. Wow, thật quá. Bây giờ mình sẽ đưa máy cho một người hung dữ nhất ở đây. Cảm giác như thế nào? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Cảm giác là... Không, không, mình hỏi lại đi, Bây giờ mình sẽ đưa cái máy này cho một người là tăng động nhất ở đây và người thích chụp ảnh nhất ở đây. Xem cảm giác như thế nào nha. Rất là lạnh luôn nhẹ mời. Bây giờ mình sẽ đưa máy cho người dễ thương nhất ở đây nha. Ai ơi, đưa nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ đưa máy cho ai, cảm thấy như thế nào? Bây giờ mình sẽ đưa máy cho người nào? Người lạnh lùng nhất ở đây. Đâu? Không, lạnh lùng. Tắt rồi. Ôi ông quên chạm à. Sẽ đưa máy cho người chấm 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 ở đây. Tắt quá. Rồi, bây giờ sẽ đưa cái máy này cho ai, người nào? Đưa cho đây, nắm lại. Rồi, tắt quá rồi. Chưa. Người xinh đẹp hay người mập hay là người ốm hay là người như thế nào? Bây giờ tôi xin nhường máy cho người đẹp trai nhất. Kiếm người đẹp trai nhất rồi. Kiếm biết rồi, mình không phải là người đẹp trai nhất ở đây. Chuyển máy. Người đẹp trai trên kia kìa. Trên kia rồi, chạy rồi. Chạy. Đi chạy lên, bắt đầu chạy lên nha. Đi kiếm người đẹp trai nhất ở cái team này. Là một bạn người Hàn Quốc. Rồi, con sẽ đưa máy này cho người nào? Đưa vào coi đi, rồi nói đi. Đưa vào nhìn vô camera này rồi đưa máy cho ai? Đưa vào câu mập nhất nhà. Rồi, mới vừa vô rồi. Đây. Rồi. Ủa gì vậy? Trời. Máy cho trời đó. Nói đi là gì? Bây giờ mình sẽ đưa máy cho nợ nần nhiều nhất cuối năm. Cảm giác nó nhức nhức như đâu. Đưa máy cho ai giờ chị Mai gầm hay đưa máy đi cho người nào? Đưa máy về cho chủ nó chứ giờ về ai giờ đây? Chủ lạnh đó là đây. Nghĩ ra lạnh chứ chữ rủ đi ăn chè. Quá lạnh rồi mà giờ còn đi ăn chè nữa hả? Tổ chức cái trò chơi hơi bị mỏi chân. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tham quan tiếp thôi. Và chờ đến đúng 12 giờ thì sẽ tiếp tục chương trình là câu bắn pháo hoa ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam, đó chính là Đà Nẵng. Đất sự. Rồi, sau một hồi đi bộ gió bão ở trên cầu cầu Rồng thì mình đã xuống đến khu vực này. Khu vực này thì đỡ lạnh hơn nè, đỡ gió hơn và thời tiết cũng ấm hơn nữa. Bên kia gió quá gió. Bên kia là có gì kìa? Đây. Đây, bên kia có gì vậy? Chùa. Chùa gì trang trí. Giờ này người ta đang di chuyển về những vị trí mà có pháo hoa rồi. Thì mình cũng sẽ đi về những khu vực đó và chờ đến 12 giờ thì sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và đón mừng năm mới 2024 năm Giáp Thìn. Mọi người ta đang đổ về khu vực là chờ bắn pháo hoa và khu vực ngắm pháo hoa. Và chờ đến 12 giờ, đúng 12 giờ thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ 2023 và năm mới 2024. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang ở cái khu vực là chờ bắn pháo hoa nha. 10:30. Bây giờ là 10:30. Khung cảnh xung quanh này. Chỗ này hơi tối một tí.
Khu vực phục hồi bắn pháo hoa là khu vực chỗ cây cầu đỏ này cả nhà, phía đây này. Còn khu vực mình sẽ ngắm pháo hoa thì rất là nhiều chỗ mới mình ngắm luôn. Rồi mình đang ngồi uống nước ở đây, xong rồi mình sẽ coi bắn pháo hoa luôn ở khu vực này. Thì cũng có đài VTV và người ta phát sóng trực tiếp ở khu vực này. Thì mình tí một xíu mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha, khu vực ở đây. Đợi thêm mà 1 tiếng rưỡi nữa, hiện tại mới có 10:40 thôi, 10:40 thôi. Thì vẫn chưa, ngồi uống nước nha, ngồi giải trí một tí. Xong rồi tiếp tục mình sẽ quay trực tiếp về coi bắn pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng thì sẽ như thế nào nha cả nhà. Đây, không cảm cả nhà ơi, được hơi tối một tí. Hello cả nhà, bây giờ là 11 giờ nha, còn có 1 tiếng nữa, đúng không? Còn khoảng 1 tiếng nữa thì sẽ tới giờ bắn pháo hoa. Đó, mình sẽ chuẩn bị trước mấy ly trà chữ nè. Có cái món xin que, trà sữa như xin que. Và mình chờ bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa khu vực này nha. Và nó đối diện với cầu Rồng này. Có đài nữa nè. Ở phía này. Rồi giờ ăn uống tí đi, xong rồi đợi thêm tiếng nữa. Đợi thêm tiếng nữa thì mình bắt đầu bắn pháo hoa. Lượng người thì cũng đang rất là đông đó. Này khu xung quanh này, giờ này bắt đầu là người ta ngồi nhiều này. Lúc nãy thì cũng ít ít, nhưng càng lúc thì càng đông rồi. Nhưng mà bây giờ này hơi lạnh nha. Lạnh quá. Uống này còn lạnh nữa, càng lạnh nữa không? Uống cái này càng lạnh hơn. Giờ này là 11:35. Bây giờ là 11:50, còn 10 phút nữa là 12 giờ. Còn vài phút nữa thôi là sẽ kết thúc năm 2023 và bắt đầu năm 2024, năm Giáp Thìn 2024. Cảnh quang cảnh xung quanh này cả nhà rất là nhiều đây, càng lúc càng đông rồi nha, này đông rồi, đông rồi đó này. Mình qua đây mình ngồi với ta nè. Còn đây là phong cách mình chống lạnh nha. Đây có một cái yếm nè, quá trời lạnh rồi. Đây quay sơ sơ nè, đang giới thiệu sơ sơ bộ về cái mền này coi. Mới sắp được cái mền. Thời tiết này rất là mát nên mình phải đắp mền nữa. Nói chung là cũng không có mát, không lạnh lắm, trời rất là nóng. Bắt đầu là có những cái đợt pháo demo rồi. Cũng đâu có lạnh mấy đâu. Bình thường. Cũng đâu có lạnh lắm đâu. Rồi. Đây có một bạn này nè. Bắt đầu đi xem bắn pháo hoa là vui vẻ lắm, ăn rồi cắn luôn rồi. Là má mình mặc áo mưa luôn rồi. Thời tiết này bình thường nha, không có lạnh nha. Nhiệt độ này rất là bình thường luôn. Thời tiết ở Đà Nẵng này rất là bình thường, chỉ mặc áo mưa thôi mà. Còn vài phút nữa thôi là sẽ kết thúc năm 2023 và đón chào năm 2024 Giáp Thìn. Thì xin chúc chúc tất cả mọi người năm mới được an khang thịnh vượng, được nhiều sức khỏe và gặt nhiều niềm vui trong năm 2024 này. Em mình rồng bay phượng múa. Rồi chuẩn bị đón giao thừa thôi nào. Hiện tại bây giờ là 23:57 là còn 3 phút nữa. Xung quanh này rất là đông luôn nè. Mà có hiện tượng là đang mưa lất phất lất phất. Mưa phùn, mưa xuân. Mưa ơi, lung mọc giờ là mưa luôn đó. Wow. Còn 3 phút nữa điểm ngược. Mà mọi người đang tập trung rất là đông ở khu vực này. À, đây là quang cảnh xung quanh nè. Mà lúc là 11:58 là chỉ còn 2 phút nữa thôi là sẽ tới lễ hội bắn pháo hoa chào đón năm mới 2024. Đây, bên này có người mô nè. Bên đây là test thử nha. Bên test thử mà test nhảy giờ là biết bao nhiêu lần rồi đây.
Vâng, cái thử mà cũng rất là lớn nha. Cái xe của mình này, VTV này, đang tiếp chợ này và đón chào những cùng nếm ngược thời gian còn lại của năm 2023. Đón chào 2024. Đồng đồng đây có hình đồng này. Sơm nha, chưa tới bóng pháo chính thức. Rồi ba, và bắt đầu đón năm mới nha. Wow. Đã trôi qua, bắt đầu chúng ta đón chào năm mới 2024. Chúc tất cả mọi người năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thật an lành nhé trong 2024 này. Và bây giờ các nhà hãy cùng theo dõi những pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng vào lúc 0:00 ngày 1 tháng 1 năm 2024. Yeah.
như vậy mà đã kết thúc 15 phút. 15 phút bắn pháo hoa tại mà khu vực thành phố Đà Nẵng. Rồi Tăng xin kính chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn trong năm 2024 này nha. Giờ mình sẽ đưa máy cho mọi người trong gia đình mình và chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu trong năm tiếp theo. Rồi, ok, người thứ hai. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Happy New Year. Đây người thứ ba nè, nghe. Chúc mọi người năm mới mới hơn năm cũ. Happy New Year. Chúc mọi người sức khỏe, năm mới giàu giàu, tiền vào như nước. Ok, hay má. Năm mới chúc. Năm mới chúc vô vô rất khỏe. Rồi tiếp để qua cái gì nữa chị ném rồi chị chúc năm mới đang gần 24 là mấy ông phát tè ăn khăn thịnh vượng rồi ok dưới anh đi chung anh đi hả để chị ném anh tiếng này lo nữa. À, chúc huy câu mình người kia thôi, giống mình cười anh kia thôi. Mình hay chúc như thế nào đó. Chúc năm mới như thế nào là. Ồ, xin nhân khoai là sâu kỳ hoa tài. Có chú thái hoa tài nữa. Rồi em cũng chúc là gia đình chị năm mới thật nhiều sức khỏe rồi thành công trong cuộc sống. Happy New Year. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Tăng. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.